Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài câu mực nha cả nhà. Có đem mì gói theo nè, một ít bia theo cả nhà, để lên ghe mình cùng nhau lươn xương nha. Bữa nay thì anh Mỹ sẽ đưa mấy anh em ra biển trải nghiệm. Nước đây là câu nè cả nhà. Nhiều lắm, nhiều lắm cả nhà ơi. Dây nè cả nhà, đây là mực giả nha. Hồi ra mực kia mình sẽ thả. Bao nhiêu lữ anh? 70 lữ hả? Có bia rồi, có bia khỏi uống nước. Ừ. Xuất phát thôi cả nhà. Anh đâu có dừng cho mẹ kìa. Hay quá ha. Cái này gì không? Cái gì? Cái này nè. Bô hả? Để gọc một sống á. Dính mật bỏ vô đây nè, xong rồi chạy xuống. À. Chạy sống quá. Hay quá. Anh dính mật bỏ mật ở đây nè cả nhà, nó chạy vô luôn kia à. Vô. Anh em cùng trải nghiệm. Rồi xin chào cả nhà. Chào lôi. Chào cả nhà. Qua xong đang ở trước rồi cả nhà ơi. Anh thằng ơi lấy được không nội? Đừng có thông dò nước. Anh bị anh thả câu nha, con mực cả nha. Giờ mình chỉ chờ thu câu thôi. Ghe của anh Mỹ chạy dầm vậy nè, giống như mình đi rê mực á, nhưng mà này là 70 lữ lên cả nhà, còn mình rê là đừng có 1 lữ thôi, xác suất dính mực nó nhiều hơn. Cái này chắc lồng ở dưới anh. Đây cả nhà, nãy xa không thấy cái này kế bên rồi nè, ngọc trai á cả nhà. Đây phút hòa hợp nhất là cả nhà. Có mực không hay không là quan trọng nè cả nhà. Hy vọng là trúng mực nha cả nhà.
Bậc rau răn lá hẹ hả? Bến đầu không có cả nhà, bây giờ mình làm bến thứ hai nha, di chuyển bến thứ hai. Nói chung nghề thì của chúng mới thất cả nhà, không phải là lúc nào cũng trúng nha, không phải lúc nào cũng thất. Có trúng thì một ngày 5-7 kg là bình thường cả nhà. Nhằm lúc mà thất á, anh bị nói là thả 3-4 giác không có là bình thường, diễn giả mà. Giá thứ hai nha. Còn ông bữa nay mình trải nghiệm thành công. Chừng nào bằng lội trên kia nó là làng là lụm đó không? Lội trên kia kìa. Mực lá mực me mực ống vô ba con đủ nấu mì được rồi cả nhà ơi. 5 con chứ hả? 6 con cả nhà. Không có con nào ở trên này kia. Cái phao là đầu tiên mình thả ở đâu mình cũng không biết luôn. Cái này hè tụi nó mà cũng thích hồn. Gió thổi Tây Bắc là không có dính đó anh. Tụi Nam mới dính đúng không? Mọi con cho cả nhà thấy á. Cũng hên xui con nước nữa cả nhà ơi, chứ không phải là lúc nào cũng trúng. Mong sao kiếm vài con nấu mì nha. Anh Lũ nấu mì lần trước rồi cả nhà. Anh Lũ nói anh nấu mì là có mực thôi. Tôm hả? Tôm mồi á. Tôm này hả? Tôm mồi. Nước trong mình đánh mới có, còn nước đục mình đánh không có không anh? Lấy xong mình để ngăn nắp đi ra cả nhà, để mình xuống lại á nó dễ, mà để lồng sọt nó xuống khó lắm, đủ sắc màu luôn cả nhà. Có cái nào cá ăn không anh? Cá mà chắc cá bự không phải không? Đây ngon.
Chắc bữa nay có món vịt xiêm tiết canh quá. Alo. Vịt xiêm tiết canh. Chưa nấu, chưa nấu. Đang nấu nước. Mực ơi. Bữa nay mình đi không trúng nước nữa rồi. Đó, đó, đó. Nè, đằng kia không? Đằng kia không? Đó, đó. Rồi, có không? Có không? Có. Nó không? Cái gì? Chắc, chắc. Đó, đó. Đó, lầm ơi. Kẻ, cái vỡ lên được. Ê, 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 lầm ơi cả nhà ơi. Mày hả bụi? Ê. Rồi. Bơi, bơi, có mực rồi, có mực rồi. Ê, trời trời. Nó xịt, nó xịt, nó xịt. Thôi, nó xịt cho đục cậu nha kìa. Ờ, đánh được. Ê, lòi, nó dính chỗ này lòi. Cho nhẹ thôi. Lấy cái dẻ rồi tụi. Vô áo. Vô áo. Mát mát lắm. Liếm đi. Trời trời. Quay lên. Hết hồn. Hết hồn. Quay camera đi không ạ? Có không? Có không? Ủa vô mặt luôn hả? Hết lỡ ra đâu. Thấy nghe cái phẹt mà. Xong có né rồi. Hay trời. Thấy trời là kia thấy liền trời. Chấm giờ có nhiêu đó mà. Có mực là mừng rồi cả nhà. Ê, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ê, 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 thấy rồi, thấy rồi luôn, luôn thấy rồi. Thấy rồi. Ê, tiền sạch cho kia. Hai con đó nhà ơi. Phải về chứ. Có mực, có mực. Còn cái phao còn xa lắm trời ơi, kiếm vài con nữa bình thường. Đây có một cái nó ủ lên bờ luôn mày ơi, nó ủ lên mặt nước luôn mày ơi. Một lá, một lá. À, đúng cái đèn cui dân cái ừ. Dân cái mặt luôn có gì không? Mày cười gì hả? Lao vô bơi. Đâu có gì đâu, lao gì đâu, lao. Để tự nhiên đi nó đẹp. Trời ơi là trời, nó dân gì tè le không nghe chưa hả? Bữa nay râu ra dài luôn cả nhà. Rồi xin chào cả nhà nha. Chìm chìm là không dính hả? Sức hả? Trời ơi. Ủa. Chìm chìm chìm. Là có một cái. Ờ à, có dâu nè. Hay thiệt, mình nhìn thấy biết liền vậy. Hết. Có mực đâu mày? Hay cả nhà, hai con. Hai con mực nó xịt tùm lum mình mẩy với lúa cho cả nhà ơi. Còn sống luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Mực lá cả nhà ơi. Đó nè.
Còn luôn hả? Để đi. Có hai con nó bị luôn. Nó nhớt lắm cả nhà ơi, nó nhớt nhớt à. Đó. Nó nhớt à. Thôi tanh tanh thôi. Giang thứ ba nha. Có mực rồi đó cả nhà. Có mực lại dính cái hàm không chứ? Ba con đó là ok rồi. Hồi nãy xảy đến con thôi, ba con rồi. Cái này là bằng 70 người câu á cả nhà. Trời ơi, ai lên ga dữ hả? Ai lên ga dữ hả? Hết rồi. Quá đỉnh. Ủa ảnh lên ga chứ không phải anh kia lên ga hả? Đó, xong rồi đó. Được luôn đó hả? Nếu mà vô vậy hả anh? Trời ơi. Nói chung mà vô luôn là đã lắm cả nhà. Mình mà nhìn con nước là sao mình biết mực con nước có đó anh? Cái nào có rồi lấy đi. Là có nữa đó ha. Mấy con để con giúp cho nó lại hoài. Là có nữa. Thì nào nó không có nhưng còn hai con thì đi cho bé chạy. Có nào có là nó có nữa. Mực lá này nó đi sát cái dưới hay là nó đi lừng anh? Nó cho bé này đi lừng lừng rồi chứ nó chắc đấy. Anh thấy mấy mực nang là nó đi sát đúng không? Dạ. Nó cũng đi lừng lừng nữa. Dạ. Một lá một ống có dính không? Dính, nó đâu ngoài á. Dạ. Con nước nó dính nhiều á, dính nhiều hơn. Một lá nó không có rồi. Lá đẩy. Đây không được luôn hả? Đâu ngoài coi. Con nước ngoài hả? Đây là con mồi giả nè cả nhà, đây là con tôm giả nha. Đó con tôm này nó lội ngược kìa nè cả nhà. Là con mực nó bay theo chụp rồi không, cái này nó móc cho trúng con tôm. Rồi nó trúng con mực. Ê. Giang thứ ba nha cả nhà. Anh Kỳ dở lên coi sao cũng hết hồn luôn. Sao đây cả nhà ơi? Giác thứ ba. Sai, lấp. Lấp. Con này sao nó meo dữ hả? Meo dữ hả? Ơi còn cái dâu không anh ơi? Nhẹ nhẹ anh ơi. Ơi, coi coi coi. Xích. Ủa, bù ra cái nó xịt cái tẹp mày trời. Ê, một con kìa. Ê, con mực ăn rồi cả nhà ơi. Mực quá. Ê trời, ở trước ông nhìn nắm ở trước chưa nè. Đó. Ghẹ ghẹ con tôm kìa. Bắt hồn à. Ở dính có còn dầu chút xíu không anh? Hên thì chứ. Đứt là đứt mà không đứt là không đứt phải không?
mình câu thì có rồi cả nhà. Bữa nay là mình đi giăng câu nha, giăng con mực ở biển Phú Quốc. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Đâu? Ủa, lá hẹ. Quá trời lá hẹ rồi. Trời ơi, hết hồn tưởng nó dính nơi chứ. Trời ơi, lá hẹ nữa. Này nó cào cái lá hẹ đâu, con mực đâu ăn được. Đen ố là lụm đó cả nhà. Thôi mà đánh cái này nữa mình nghỉ tay đi anh ơi. Chiều tối rồi. Có mấy con mình ăn mấy con. Đi đâu mình nói vậy ông trời ông thương nữa đó. Ê! Ê ông, mới nói lụm nè. Trời ơi, trời ơi. Chột rồi. Trời ơi. Mới nói ông trời ông thương cái dục à. Thương cái nữa đó ông trời ơi. Dục kìa. Ê, nãy xong bay dính rồi xong. Có cái vợt bay gì lụm đi. Mời nó ngay, sẵn sàng hả? Có kiếm có cái vợt nữa mới được. Con tôm dục ra nó bay còn dính đó anh. Thiệt luôn á. Không như nãy có cái vợt bay. Hai cái đường đâu xào giải rồi chứ cái gì trời ơi, trời ơi còn lớp nữa mà. Mày nó dính có cái dâu không mà. Bởi vì nó bay dễ vụt. Đó hả? Mình dùng hồi nãy hai con hả ta? Nếu dùng hai con là người con rồi đó. Còn hai con đó coi, hai con đó coi. Hai con nữa thôi cả nhà, không còn nhiều. Ê, 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 hai con cả nhà, ông trời thương rồi. Mấy con rồi, bốn con hả? Còn một con nữa, năm người. Kiếm con nữa được mà. Đủ lô mì anh ơi. Ông anh ông hài lắm cái trời. Thì câu mực mà dính mực mà la làng cái ăn nhìn luôn á. Nè nè lên nè. Ông ta bà cậu phù hộ con dính con nữa. Đủ 5 con mấy anh em ăn mì. Em làm gì với anh giá dữ lắm. Không lẽ bốn con camera không tính ta.
không lẽ hả, không lấy camera không tính cả nhà. Ừ. Camera cũng tính luôn nha, tính kỳ lắm mà. Không phải tao còn tới rồi không, tính, nhớ tính camera luôn nha. Camera ơi, ở vụ cái gì vậy? Đừng nói bốn con không cho camera nha cả nhà, chơi gì là không công bằng nha. Nãy giờ camera là giái dữ lắm, giái luôn á. Cố gắng lên. Ê, trời ơi, lẹ. Tới trời ơi, tới trời ơi. Camera. Nhớ, nhớ còn con nữa không, ông trời ơi. Còn con nữa nghe. Nè, cả. Vậy. Nè. Tôm. Không lẽ nhẫn tâm với tôi vậy sao? Làm cũng cho ké chứ không lẽ không cho ké. Mấy chục con rồi, nãy có rồi. Camera. Rồi xong. Con cuối cùng nè. Con cuối cùng nè. Rồi xong. Bốn con cả nhà ơi. Vì làm nãy quên giái mình. Nè lấy con chì bỏ vô cho nó ngọt nước. Thôi mình đưa cái anh cơ ăn mì đi anh ơi. Thiệt là nhẫn tâm. Anh Lũ anh đang làm mực rồi kia cơ nha. Để vô lượt luôn hay sao hả? Dạ. Sớm mình ăn còn á cả nhà. Được bốn con mực. Mớ sọt rồi. Nấu mì mình ăn nha. Đây, mày nước mì. Nước mì nấu. Nấu sâu rồi. Vô. Ở trong đây dây cái hầm á. Hay ăn bồ tạc thì khoai riêng nha. À, bữa nay thì không có đúng nước cả nhà, đánh là để cho ông anh nó cho lúa với mọi người trải nghiệm thôi, chứ thật sự thì nếu mà đánh nó bình thường mà đánh kiểu này là vợ con ở nhà đấu luôn á. Cái này là đánh để trải nghiệm thôi cả nhà. À, anh có hỏi lúa là muốn trải nghiệm đi đánh mực không, đi câu mực không, thì bữa nay lúa được ông anh giới thiệu đây để trải nghiệm, chứ bình thường thì anh đánh một một ngày khoảng cả chục ký cả nhà. Bữa nay thì không có đúng nước. Lấy này không? Lấy đũa sơ lên đây ngồi đây chứ được. Ok ok. Đây. 5 gối nha. Đó. Ơi nước ở trong sông. Được rồi, đặt ở kia. Được rồi. Thôi, ăn chín mà để ăn bù tạc gì. Rồi, mày nở nè anh em ơi, bỏ gì vô không? Có mực vô. Đổ mực đổ coi. Đổ vô cái một để sôi lên ra được rồi. Để hết luôn ha anh ơi, cho một luôn ha. Vô. Sôi lên cái gì. Trời ơi, dính gì kìa? Nó ngán ngọt nhiều mà. Ngọt lắm. Rồi. Cho chìm dưới luôn, cho chìm. Thì nhau rồi.
đây. Đó, mì nở rồi đó. Trời ơi, cái này dữ lắm, ngọt không các mấy ông? Dữ lắm, ngon rồi cả nhà. Chạy nước miếng không? Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Chạy nước trái này. Rỉ này rỉ à. Mấy ông giỡn dữ lắm vậy hả? Nè. Chén này không? Anh quay rút trước cái hành sao? Như ừ. Hiểu rồi. Vậy là hiểu rồi đó. Từ từ. Có manh động. Rồi đó. Đây. Thấy đồ nhắc mới được. Đây nó nhắc mới được. Nè. Cho nó sốc kia hả? Nóng trời. Trời ơi. Đi cũng được đó hả? Liệm tới rồi. Đây, ra mình được nước mì thôi. Có ai đã từng ăn mực như vậy cả nhà? Ăn mì mực như vậy chưa? À, vừa văng lên là vừa trụng mì quất luôn à. Vô anh ơi. Nước ít có hơi mặn quá. Không sao đâu. Mặn chắc da chắc thịt. Đây hoạt độc ít. Nãy anh em lạc lạc đi, có gì thêm nước mặn vô. Qua đây nè. Ngồi đi, Lũ đứng đây đi. Qua đây cho. Quay hoài anh ăn được mình làm. Múc vô chén này em làm được hết trơn á, dễ gì. Còn cái này đưa đi nước không ta? Thôi được ấy, khỏi. Ừ, dùng bia kìa, lỗi. Thôi ngồi vậy đi, có chỗ nào đâu ngồi. Không phải ý là không có ngồi gì, bia đâu uống. Được rồi. Nặng đi không xịt nước cương vậy. Rồi giờ sớt ra đi xong, hồi nó nở lừ cho nó xong. Đi biển cá câu lên từ từ á. Rồi luộc hoặc là làm gì đó, rồi chấm với cái này. Dạ. Chấm thử rồi biết. Đó con đó bây giờ cắt làm hai đi ha, làm ba. Cắt làm hai làm ba đi. Làm ba đi. Sao lấy bốn nguyên giờ cắt ra. Đây. Làm luôn đi. Cắt đi, cắt đi. Trải nghiệm cho ăn mực đen đen á. Mực. Bằng lấy cái túi lại. Để cái túi lại nó đen rồi. Cái giá vậy kìa. Ăn xong là vừa tối luôn á các mọi người ơi. Tuyệt vời, ăn mặt trời luôn á. Ai. Ăn gì gấp đi để đem gấp. Ăn gấp có ăn đồ gọi. Sống cả nhà. Ăn cái này biết nào no cả nhà. Sống lắc lắc rồi dẻ xuống. Chơi, trời. Ơi cảm ơn cái anh đầu ngon. Anh Mỹ mình à. Cái đầu cái râu sao rồi? Ủa không sao y gian Bồ Tát gì bỏ Bồ Tát vô mà không đúng bài luôn ha, không bỏ neo xuống anh đâu 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 châu đâu dễ à. Này, thử cái này à. Thôi vô gì à. Ông tạp à, cái gì ở đây nó có ông... lớp ba hả cậu? Ông cậu bà cậu. Cậu bà cậu phù hộ độ cho anh em lúa đi mặn cái gì được cái đó rồi. Về nhậu với anh em lúa phù hộ độ. Luôn nổi gì mình đổ gì. Chứ mấy anh em ngư dân ở Phú Quốc luôn. Ông cậu bà cậu mới chứng cho mình. Trời ơi nó ngọt ông nội ơi. Nó ngọt dữ thần này chứ. Chưa vô. Không có ăn gì mà ngon quá ngoài biển. Dạ. Thứ này biết nào mà với lại cái còi nó đâu có nhiều. 1 2 3 vô. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà luôn. Có ai từng trải nghiệm vậy chứ cả nhà. Đã, mùi bia vỡ lạnh tới nóc ui. Thật sự thì anh em rất là may mắn cả nhà. Ra đây được quen biết mấy anh ngoài này. Thật sự là đi đâu thì cũng nhờ dân địa phương anh em lúa mới tiếp xúc được như vậy chứ. Nếu không có gì địa phương anh em không có thể nào mà trải nghiệm như vậy được. Rất là đã luôn. Đó, đây cả nhà. Để mình coi vô. Dạ dạ. Còi. Nóng. Để anh thử cái còi này coi. Còi qua nước rồi, qua mì rồi đó. Rồi cả nhà ăn cái còi con gì? Con sầm, sầm sầm còi. Còi hai. Còn hai, còn bạc. Còn bạc, còn bạc nữa. Sò biển.
Còi con cho còi quá. Coi cái mày dai hơn ta. Dai, 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 dai miếng ngon nè. Cái chín dài. Cả nhà miếng mì nha. Hôm nãy là tính là về làm mồi đó cả nhà. Ai về đâu khúc sau dính nha. Tại vì không có đúng nước. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Chưa chút mới vô. Đây vô bia, vậy này mình vô bia. Nói chung là lần đầu tiên cũng cảm giác được đi biển mà ăn mì cỡ này cả nhà ơi. Đúng con mực ăn sống như vậy mới đã. Con dẹp thì cả nhà cứ mình đi ra biển mình câu mực rồi mình thưởng thức cái này cả nhà. Sống đánh đất lư đường hồi ngon lắm. Hồi ngon lắm. Hồi ngon lắm. Hồi mời ngon cho cả. Hồi ngon lắm chứ. Lắm. Phải thiệt. Đây cái đầu mực tươi đối luôn nha cả nhà. Tính ra mình sảy cũng 2-3 con hả ta? 2 con. 3 con. Đang sảy con còn cái dâu á. Lấy cái dâu đó, lấy lại cái nữa là ngọt thêm miếng nữa rồi đó. Dao rồi cả nhà. Cắt bộ này ra cho anh em thưởng thức người khúc. Mà giống mực trứng à. Trứng. Sao cắt. Để lên chén anh đó. Ờ. Để chén anh. Cho nó trơn đi. Cầm đi rồi cắn đi rồi cắn khúc. Ừ. Chúng ta ngoài này chúng ta không có đủ điều kiện chơi lầy chút. À. Không dừng nha. Cắt khúc nữa. Luôn đi. Rồi, rồi khúc. Được. Ơi cảm ơn anh. Trời ơi. Cái kiện khúc này coi. Nó có bộ đồ lòng. Có nhân, có nhân hả? Có nhân phải không? Cảm ơn. Gắn vô cái đèn thầy là ngon lắm. Này có màu chuyền anh. Cọc đèn thầy em đưa ra luôn á. Cọc đèn thầy. Cọc thiệt này. Này mát lắm nè cả nhà. Không nha, ăn ăn cỡ nào cỡ cũng vài bữa đó về chứ đừng mai về nha. Mát quá ngày mai về không chừng. Không không về được đâu cả nhà. Cỡ nào cỡ trải nghiệm. Ở đây mình mới về được cả nhà. Đó. Đúng rồi cha. Đây. Nó khác cái mực sắc. Nó có nhân á. Giữ được nước á. Có nhân mới ngon. Béo. Cắn á, để mình cắn. Ở bên đó là Campuchia đó anh. Đây. Đó là Campuchia hết. Cái đó là bên đó là kêu bằng cái gì? Tà Lơn, núi Tà Lơn hả? Đây núi Tà Lơn bên đây nè cả nhà. Ngọn núi rất là nổi tiếng luôn nha. Cao ơi bự. Còn anh em mà có muốn đi đấy, qua cái núi đó như là cái độ cao tới mười mấy ngàn. Bữa mình đi với đây ta. Ừ. Giữ thằng cái chạy. Không đó, không đó. Đâu buồn đó nè. Vô. Bạn trước mình đi với đây không? Ừ. Người đứng bên kia. Mình đi bên kia. Cả nhà luôn nha. Bãi thơm á là nhìn lại là cái con núi đó là sau lưng mình nè. Tại nằm bên kia. Ngồi chắc chắc quạt ngửa cái tới công chuyện nữa. Có chỗ này là gần nhất nè. Xét bên luôn. Ờ trong nhà trong nằm á, chỗ nằm gần nhất. Phải không anh? Vũ Dũng cho nằm là trên đây. Chỗ nằm đây sau lưng em ạ. Ừ, nằm chung với bãi thơm á. Bãi thơm. Đầu bãi thơm. Ở đây gần nhất là dưới gành dầu. Gành dầu là gần nhất. Gành dầu là gần nhất, gần nhất hơn, gần bên miên hơn ở dưới kia. Dạ. Yeah. Nhìn thấy người ta luôn quá. Mấy gần. Đâu đó. Thấy xe chạy. 2 cây số. Thấy vậy cả nhà xa lắm á, đây đấy mờ mờ vậy đó cả nhà, đi lại là xa lắm á, đi bộ đây xa lắm á. Ủa lộn, lội bộ. Ủa không phải đi ghe. Bơi. Quên. Tưởng đồng bằng. Ừ. Tụi em là chuyên gia săn bắt đồng không à. Tại có dịp đi ra đây chơi một chuyến nữa thì tụi em có một số đồ ở ngoài chuột đồng đồ á. Tụi em chuyên về chuột nhiều. Thôi bây giờ thì anh em sẽ phanh nha cả nhà. À, lương xương. Dài lâu nữa anh em cũng đem một mớ nữa cả nhà. Rồi bây giờ thì chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ nha. Hẹn cả nhà clip sau. Chúc cả nhà có
thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nha. Để cả nhà thích thì ủng hộ cho anh em clip tiếp theo nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.